Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con cái xin các bạn. Đây là bộ mẹ các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh nè. Rúng, yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. À, mẹ đó ao các bạn ơi. Bốn vú đều nè. Chân móng hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện. Mẹ cao gần 1m3 bò các bạn. À, mẹ gắt nọc xin được 1 tháng 20 ngày các bạn. Gắt nọc xin được 1 tháng 20 ngày. À, bộ mẹ con này chủ báo giá là 35 triệu các bạn, 35 triệu. À, ai mua lẻ thì chủ báo bán con mẹ 21 triệu nha các bạn. Còn con thì 14 triệu. Đây. Khu mặt này các bạn thấy không? Khu mặt cao gần 1m1 bò các bạn. Mẹ sai tích nghiêm chỉnh, ăn uống khỏi chê các bạn, ăn uống rất là giỏi. Khu mặt này các bạn, sải tích nghiêm chỉnh luôn, rúng yếm luôn nghiêm chỉnh các bạn. Cao gần 1m1 bò các bạn. Cao gần 1m1 bò, giá 14 triệu các bạn, 14 triệu. Chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, hai mẹ con các bạn. Ai mua con thì 14 triệu các bạn, mua mẹ thì 21 triệu. Còn bộ mẹ con thì 35 triệu các bạn. Đó, con rất ăn các bạn thấy không? Cực kỳ giỏi luôn các bạn. À, chân móng đều hoàn thiện hết, mẹ rúng nè, bốn vú đều nè các bạn không, ăn uống rất là giỏi các bạn. À, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng sò nè hoàn thiện hết các bạn, chân móng sò hoàn thiện hết. À, khu mặt các bạn không, khu mặt là chân móng sò các bạn. Rúng sải mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đây khu mặt các bạn, chân móng hoàn thiện hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao thiếu đủ 1m1 bò các bạn, giá 14 triệu các bạn nếu mua lẻ mình nói các bạn. Còn bà mẹ mua lẻ là 21 triệu. Chân móng nè hoàn thiện hết, mẫu bò cực kỳ đẹp các bạn, khuôn mặt cực kỳ đẹp, sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nó hoàn thiện hết nè, rúng dài yếm dày nè các bạn thấy không, đòn dài các bạn. À, khuôn mặt chủ báo giá là 14 triệu các bạn, 14 triệu. Đó, chân móng sò hẳn băng hết các bạn thấy không, móng sò hẳn băng hết. Đó, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, chính xác hết các bạn. Đó, tướng cực kỳ lực luôn các bạn, rúng dài nè, yếm dày nè. Bà mẹ cũng vậy các bạn, mẹ ăn uống khỏi chê các bạn. À, bà mẹ gắt nọc được 1 tháng 20 ngày các bạn, gắt nọc lại lứa 3 nha các bạn. À, cái xin là rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, mẫu khuôn mặt này cực kỳ đẹp các bạn, cực kỳ đẹp, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. À, bà mẹ ăn uống rất là giỏi các bạn, bà mẹ rúng nè, yếm dày nè các bạn không, sải tích nghiêm chỉnh, con cũng sải tích nghiêm chỉnh các bạn, hai mẹ con đều móng sò hết các bạn. À, chủ báo giá là 35 triệu các bạn, mua lẻ con 14, con mẹ 21 nha các bạn. Mẹ gắt nọc được khoảng 20 ngày nha. Còn đây là con siêu mỏ đen các bạn, siêu mỏ đen tơ, cao 1m3 bò. À, con bò này một lần là chủ nó bơm rồi các bạn, tính nó chữa nhưng mà thật sự nó chưa có chữa các bạn. À, mà chủ bơm lại là được 3 bê được 20 ngày các bạn. À, nên bán là 24 triệu. À, 24 triệu. Rúng nè, chân móng hoàn thiện các bạn. À, vú có chút xíu các bạn ơi. Đó. Đòn cực kỳ luôn, siêu mỏ đen cực kỳ đẹp các bạn. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ lực. À, tơ nha các bạn, tơ nha. À, cao 1m3 bò, bơi được 20 ngày. À, chủ bơm tính chữa, hàng gì mà nó không có chữa các bạn, hồi khám lại nó không có chữa nên mới bơm lại được 20 ngày nha các bạn. Giá 24 triệu, bán cắn thịt các bạn. 24 triệu bán cắn thịt. Chân móng đều hoàn thiện hết, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Dàn chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, cái hùng hết biết luôn. Đây, bốn vú đều nè các bạn không? Rúng dài nè. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn.
À, bơm AB được 20 ngày các bạn, giá 24 triệu, cao 1m3 bò, siêu mô đen. À, tướng đầy đà các bạn, tướng đầy đà. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. À, cái dàn chân móng đều hoàn thiện hết các bạn không? Rúng, rúng dài lưng thẳng nè, đầu đít bằng y các bạn, đầu đít bằng y à. À, cao 1m3 bò, giá 24 triệu các bạn. Bơm AB được 20 ngày các bạn. Bơm AB được 20 ngày. À, trúng dài nè. Ăn uống khỏi chơi các bạn, ăn uống rất là giỏi các bạn. À, chủ nhà bán cắn thịt nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. À, cái siêu mô đen này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn. Cao 1m3 bò, bơm AB được 20 ngày. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.